Chương 2. Khổ đau và con đường quán niệm. Nguyên tác Thiền sư Achanet, Thái Lan. Bất cứ sự hành trì nào cũng đòi hỏi một sự hiểu biết. Chúng ta phải luôn biết rõ mục đích của công việc mình làm. Ở đây, toàn bộ công phu tu tập của chúng ta chỉ nhắm vào mục đích chứng ngộ tứ thánh đế. Cứu cánh, chấm dứt tất cả đau khổ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị thính giả cư sĩ, trong buổi nói chuyện này tôi sẽ đặc biệt bàn về cái mà chúng ta vẫn gọi là sự đau khổ cùng với con đường quán niệm nó theo đúng tinh thần của pháp môn tuệ quán tứ niệm xứ. Con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Chúng ta cũng biết đó, vấn đề cốt lõi của tứ niệm xứ chính là nhìn ngắm sự đau khổ. Tôi nói như vậy vì đã có không ít người vẫn hiểu lầm rằng tu tập tuệ quán chỉ đơn giản là để tìm kiếm sự an lạc. Mặc dù so với người không tu tập thì các hành giả tứ niệm xứ vẫn thường an lạc hơn. Và từ câu nói này của tôi chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt các câu hỏi. Vì sao lại phải nhìn ngắm những đau khổ? Chúng có gì để nhìn ngắm? Và phải nhìn ngắm như thế nào mới đúng? 1. Hành trì là hành trình nhận thức. Như tôi vừa nói, vấn đề trước tiên mà chúng ta cần giải quyết chính là việc định nghĩa đau khổ là gì, có bao nhiêu thứ đau khổ và thế nào là con đường quán niệm đau khổ. Ở đây, cái gọi là khổ đau vẫn thường được phân tích thành 4 hoặc 5 trường hợp. 1. Thọ khổ, Vedana Dukkha. Đây chính là những hình thái đau khổ cụ thể, rõ ràng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Chúng là tất cả những cảm giác khó chịu, bất an, bất ổn của thân xác hoặc tâm hồn nói chung. 2. Hành khổ, Sankhara Dukkha, còn gọi là thực tính khổ, Sapphawa Dukkha, dù đôi khi hai thuật ngữ này được định nghĩa khác nhau. Ở đây, cả hai chữ đều được dùng để ám chỉ sự tồn tại của 5 uẩn đều do các duyên tạo nên. 3. Pháp ấn khổ, Lakkhana Dukkha, chỉ cho cái khổ trong 3 pháp ấn, còn gọi là tam tướng, vô thường, khổ não và vô ngã, mà ta vẫn thấy nhắc tới trong định nghĩa của các thuật ngữ khổ tướng, Dukkha Lakkhana, khổ tùy quán, Dukkha Nupassana, hành giả chuyên tu khổ tùy quán, Dukkha Vihari. 4. Đế khổ Satcha Dukkha, tức khổ đế, đệ nhất thánh đế trong tứ thánh đế, nội dung bao gồm cả 3 thứ khổ vừa kể trên đây. Khổ đau được phân tích thành nhiều thứ như thế, vậy khi quán niệm, hành giả sẽ quán niệm thứ khổ nào trong 4 thứ khổ đó? Xin thưa rằng, ta phải quán niệm cả 4 thứ. Bởi chỉ có vậy, hành giả mới có thể thấy rõ được diệu lý tứ thánh đế, vấn đề rốt ráo nhất của trí tuệ giác ngộ. Và tất cả Phật tử chúng ta, ai cũng hiểu rằng khổ đế chính là cái cần được nhìn thấy, quán tri, trong khi tập đế, tức tham ái tạo ra khổ đế cần được đoạn trừ. Diệt đế, tức niết bàn, cần được chứng ngộ và đạo đế, tức bát thánh đạo, thì cần được hành trì. Bất cứ khi nào hành giả thực chứng được khổ đế một cách toàn triệt, thì có nghĩa là vị này cũng đã liễu tri trọn vẹn tứ thánh đế. Và công phu này được gọi là con đường quán niệm đau khổ bằng tuệ quán Vipassana Panya vậy. Trên đây vừa nói đến các thứ khổ, cơ hồ là từng thứ khác nhau, vậy các thứ khổ đó thực sự đồng vị với nhau như thế nào?
Theo lý mà nói, thì tất cả các thứ khổ đều nằm gọn trong khổ đế. Và ta còn có thể nói rằng, trọn vẹn Phật Pháp bao gồm 84.000 pháp môn đều nằm trong diệu lý tứ thánh đế, không sót một mảy may nào. Bởi tất cả những gì Phật dạy trong suốt 45 năm hoằng hóa độ sinh đều nhằm vào một lý tưởng duy nhất là khai thị cho chúng sinh giác ngộ tứ thánh đế. Tứ thánh đế chính là tinh hoa, cốt lõi của Phật Pháp. Và tất cả mọi đau khổ đã được nhắc đến nãy giờ thì lại chỉ nằm trong khổ thánh đế. Bước tiếp theo, chúng ta hãy thử tìm hiểu ý nghĩa của con đường quán niệm các đau khổ, tức khổ thánh đế. Bất cứ sự hành trì nào cũng đòi hỏi một sự hiểu biết. Chúng ta phải luôn biết rõ mục đích của công việc mình làm. Ở đây, toàn bộ công phu tu tập của chúng ta chỉ nhắm vào mục đích chứng ngộ tứ thánh đế, cứu cánh, chấm dứt tất cả đau khổ. Đã nói vậy thì tứ đế bao gồm những gì và thế nào là con đường tu chứng y cứ trên tứ thánh đế? Câu trả lời căn bản và ngắn gọn là tứ thánh đế bao gồm một khổ đế cần được hiểu biết. Parinyayakicca, một tập đế cần được đoạn trừ. Pahanakicca, một diệt đế cần được chứng ngộ. Satchikiriyakicca, và một đạo đế cần được tu tập. Phawanakicca. Đó là những hiểu biết cần thiết cho một hành giả. Nhưng liệu trong lúc tu tập, chúng ta có phải thực hiện mọi thứ theo đúng tinh thần những gì vừa nói hay không? Xin thưa rằng trước sau như một, trách nhiệm của chúng ta đối với tứ thánh đế luôn là những tiêu chí căn bản trong cuộc tu. Quán khổ, trừ tập, chứng diệt và hành đạo. Có thể có người muốn hỏi rằng ý nghĩa của khổ đế xem ra quá bao la, gồm tất cả đau khổ trong đời. Vậy khi tu tập theo con đường quán niệm chúng, hành giả sẽ bắt đầu từ đâu? Nói rõ hơn là từ thứ khổ nào trong bốn thứ khổ vừa nêu? Xin trả lời rằng đề mục trước tiên để hành giả quán niệm chính là thọ khổ, tức những sự khó chịu thể xác hoặc những bực bội, lo sợ, bất ổn thuộc tinh thần. Lý do đơn giản là những đau khổ loại này luôn có thể xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi giây phút sinh hoạt của chúng ta, từ đầu ngày cho đến lúc đi ngủ, và nói cho cùng thì giấc ngủ lại cũng là một cách giải trừ đau khổ của con người. Đã nói là quán niệm thọ khổ thì dĩ nhiên phải có thọ khổ, ta mới có thể quán niệm. Nhưng thọ khổ ở đâu mà nhiều thế? Suy theo lý thì khi ta nhìn ngắm sự an lạc của bản thân cũng là lúc ta đang quán niệm sự đau khổ. Bởi chỉ có sự đau khổ mới được kể là một trong tứ đế. Còn sự an lạc nào đó nếu có cũng chỉ là cái gì giả lập, hình xương bóng khói. Muốn quán niệm thọ khổ được dễ dàng, hành giả nên bắt đầu suy tưởng những khổ thọ trong quá khứ gần nhất. Vì trong từng ngày, mỗi người đều có vô số lần xuất hiện những khổ thọ. Và chúng ta cũng đã chừng ấy lần có đủ cách phản ứng để hóa giải chúng. Có quán niệm, hành giả sẽ có dịp thấy rằng đời sống chúng sinh chỉ là từng giây phút đọa đầy, khổ nạn mà thôi. Đại khái, quán niệm đau khổ là ghi nhận, ý thức những khổ thọ. Một trong những hình thức đau khổ vừa kể ở trên, vốn dĩ xuất hiện thường trực ở bản thân mỗi người trong suốt mọi thời điểm. Tiếp theo đây, thế nào là cách thức quán niệm hành khổ? Hành khổ ở đây dĩ nhiên không phải là khổ thọ, mà chính là ý muốn giải quyết khổ thọ, tức sự khó chịu đang xảy ra cho mình. Chính cái ý muốn trốn tránh này cũng là một thứ đau khổ. Ở đây khổ thọ giống như một bệnh nhân và hành khổ thì tạm ví dụ như một người y tá vậy. Bệnh nhân càng bị trầm trọng, càng khó chăm sóc bao nhiêu thì người y tá cũng càng vất vả cực khổ bấy nhiêu.
nhất nhất mọi chuyện, từ việc chăm chút cho ăn uống, đến việc tiêu tiểu hay đỡ nâng cho bệnh nhân, đi, đứng, ngồi, nằm. Người y tá dù muốn dù không đều phải gánh vác. Tất cả những sinh hoạt thường nhật của từng người chúng ta như đi, đứng, nằm, ngồi, uống, ăn, tiêu tiểu, thật ra cũng là những phiền toái. Nếu không muốn nói là những khổ hình mà mình phải chấp nhận khi đã trót có thân này. Nhưng chính vì chúng ta chỉ có sống mà không có suy tư, nên không tự nhận ra điều đó. Tất cả những giải pháp hay phản ứng của chúng ta trước những nhu cầu tâm sinh lý đó đều có thể gọi chung là hành khổ, cả khổ thọ và hành khổ. Ý muốn giải quyết khổ thọ đều là cái mà tôi muốn gọi chung là những khổ đau mà tất cả chúng ta cần phải quán niệm. Mối quan hệ của chúng đối với nhau giống hệt như bệnh nhân với người y tá nuôi bệnh vậy. Và trong trường hợp chúng ta thì mỗi người cùng lúc vừa là bệnh nhân mà cũng vừa là y tá cho chính mình. Chúng ta không thể ngồi yên bó gối trước những đòi hỏi bức bách của tấm thân sinh lý này mà không nhanh chóng đáp ứng kịp thời cho nó. Ngồi lâu quá, đi nhiều quá, đứng lâu quá, nằm lâu quá, rồi đói khát, chột bụng, buồn tiểu. Từ thuở lọt lòng chúng ta đã thường xuyên chịu đựng tất cả những khốn khổ này. Nhưng vì sao trong chúng ta hầu như không ai thấy ra điều đó? Lý do đơn giản. Chỉ vì ta không chịu nhìn ngắm cái mà ai cũng cho là nhịp sống căn bản của con người. Ai cũng cho đó là chuyện thường tình và sống tuân theo nhịp sống thường tình thì là chuyện tốt chứ có gì mà phải ưu tư quán niệm. Nói một cách chính xác thì con đường tu tập tuệ quán chính là sự quay về, nhìn ngắm tất cả những gì nằm ngay trước mắt chúng ta, những gì bình thường, dễ thấy nhất. Người thiếu hiểu biết thì thích nghĩ đến những cái gì cao xa huyền viễn. Nhưng nếu đối với những thứ thông thường nhất mà ta không thấy được, thì ta thật ra chẳng có gì để nhìn thấy nữa. Bởi yếu lý tuệ quán, thật ra là sự nhìn thấy được những gì là sự thật trong cái thông tục giản dị bình phàm nhất. Không hiểu được cái sự thật nằm trong những thứ đó, thuật ngữ Phật học gọi là vô minh, mà ở đây là sự thiếu hiểu biết trong khổ đế. Sự không hiểu biết về lý tứ đế được gọi là vô minh, và chính sự không hiểu biết đó lại cũng là một phần trong tứ đế. Chúng ta không biết gì đến mối tương quan này, và từ đó suốt dòng luân hồi vô thủy, chúng ta vẫn cứ tự là người y tá, tự nguyện khốn khổ của bản thân và thậm chí còn xem những nỗi nhọc nhằn đó là nguồn vui cho mình. Bởi cứ sau mỗi lần giải quyết được một nỗi khó chịu nào đó thì ta vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc. Ý nghĩa thật sự của hành khổ như vừa trình bày trên đây rõ ràng chỉ là khuynh hướng tâm lý đi tìm một giải pháp trốn khổ tìm vui. Trong nỗi mòn mỏi triền miên suốt nhiều đời sinh tử, ta không thể nhìn thấy được khía cạnh sâu sắc này là bởi vì ta chưa bao giờ nhìn ngắm bản chất các pháp theo đúng nguyên lý nhân quả, hoặc cũng có thể đã từng nhìn nhưng chưa thấy được. Hình thức đau khổ thứ ba chính là thực tướng khổ, Savavadukkha. Ở đây ám chỉ cho sự tồn tại của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn này chính là những thành tố tạo nên tất cả các pháp trong đời và bản chất của chúng luôn là đổi thay biến tướng. Tất cả những gì ta gọi là đau khổ cũng đều xảy ra ngay từ những biến chuyển đổi thay của ngũ uẩn. Chính vì vậy, bản thân ngũ uẩn cũng là sự đau khổ mà chúng ta cần phải quán niệm để thấy rằng đau khổ và ngũ uẩn chỉ là một. Không có cái này cũng có nghĩa là cái kia sẽ không tồn tại. Đó là lý do tại sao Phật dạy năm uẩn là khổ. Hình thức đau khổ thứ tư là pháp ấn khổ, Lakkhana Dukkha, tức là một trong ba pháp tướng phổ cập trong đời: vô thường, khổ não, vô ngã. Nói đến pháp tướng vô thường, tức là ta phải cùng lúc đề cập đến bốn vấn đề:
ngũ uẩn, sự vô thường của ngũ uẩn. Người thực tập quán chiếu sự vô thường của ngũ uẩn Anicca-nupassi và khả năng sống thể nhập trọn vẹn hết mình vào nhận thức đó. Người đạt đến trình độ này được gọi là vị trú pháp Anicca-vihari. Trí tuệ về ba pháp ấn ở một người như vậy có thể nói đã trở thành nguồn suy tư thường trực suốt đêm ngày. Với khả năng tâm linh như vậy, các thứ phiền não hầu như không có cơ hội chi phối, ảnh hưởng, hành giả nữa. Vì bất cứ điều gì xuất hiện qua tâm thức của vị này cũng đều là những đối tượng vô thường, khổ não, vô ngã. Pháp ấn này làm nổi bật pháp ấn kia. Và đó chính là con đường dẫn đến trí tuệ giác ngộ. Trên đây ta vừa phân tích cái được gọi là đau khổ qua bốn khía cạnh. Tiếp theo đó, sự vô thường và vô ngã cũng cần được hiểu qua bốn khía cạnh như vậy. Ba pháp ấn đem nhân với bốn khía cạnh triển khai thành ra 12 vấn đề mà một hành giả tuệ quán nào cũng phải biết qua để có thể đạt đến trí tuệ giác ngộ. Tất cả quý vị thính giả hiện diện nơi đây chắc chắn đều hiểu rằng ngũ uẩn là vô thường và hình thức vô thường của vạn pháp thì thiên hình vạn trạng. Thường được mô tả bằng 10 hình dung từ gần như đồng nghĩa. Mỗi người đều có một cách nhìn ngắm, thấm thía khác nhau. Miễn sao trong trí tuệ chúng ta, mọi thứ luôn là những biến tướng phù du. Nhưng trên đây chúng ta vẫn liên tục nói tới sự vô thường của ngũ uẩn, mà dường như chưa nói rõ trạng thái vô thường của chúng, của từng uẩn. Vậy thế nào là sự vô thường của sắc uẩn? Tạm thời, đó là những hình thức thay đổi của vật chất sinh lý mà ở bất cứ ai, nơi đâu, lúc nào ta cũng có thể nhìn thấy. Chẳng hạn những hình ảnh già nua, bệnh hoạn, thương tích. Có điều là ta thường chỉ nhìn thấy sự vô thường đó của sắc uẩn qua thứ trí tuệ suy diễn Chintamaya Panya, không phải bằng khả năng tuệ quán thật sự Vipassana Nhana. Nghĩa là tuy nói đó là sự nhìn thấy, nhưng thực ra ta chỉ hồi tưởng lại những gì mình vừa nhìn thấy chúng bằng sự suy tưởng Sanya và tác ý Manasikara. Hai thuật ngữ Phật học vẫn được tạm dùng thay cho kinh nghiệm và lưu tâm để ý trong ngôn ngữ văn học. Đối với trường hợp các uẩn kia cũng giống như vậy, nghĩa là cơ hồ chúng ta chỉ nhìn thấy sự vô thường của các danh uẩn thọ, tưởng, hành, thức bằng chính những kiến thức, bài vở mà ta học hỏi được, chứ không phải bằng vào khả năng trí tuệ nội tại của chính mình. Nói cho dễ hiểu, ta thường nhìn thấy sự vô thường bằng sự nhớ lại mà thôi. Hai La Mã, nhận thức chính là hành trì. Chúng ta có lẽ không hề biết rằng vấn đề quan trọng, căn bản của công phu tuệ quán chính là sự kịp thời nhìn thấy trọn vẹn sự vô thường của ngũ uẩn ngay trong từng khoảnh khắc chớp nhoáng. Đó phải là một cái nhìn trực diện ngay hiện tại, không phải sự hồi tưởng về quá khứ hay tưởng tượng về tương lai. Bởi vì bản thân các uẩn luôn sinh diệt, đổi thay trong từng giây phút, quá đủ để chúng ta có ngay đối tượng nhìn ngắm quán niệm. Như vậy vấn đề là nằm ở chúng ta, chứ không phải ở các đối tượng. Và như vậy thì thế nào là một trí tuệ quán niệm đúng đắn về sự vô thường của các uẩn? Ở đây tôi muốn nhắc lại khả năng quán niệm chín chắn của một hành giả về sự vô thường mà thuật ngữ Pali gọi là Anicca-nupassi vừa nhắc ở trước. Chúng ta có lẽ phải nhận rằng đối với sự vô thường của ngũ uẩn, các hành giả thường nghĩ ra nhiều hơn là nhìn thấy. Cho dù đó là một số hành giả chuyên tu đi nữa, cũng phải. Tôi muốn nhắc lại thật nhiều lần rằng khả năng quán niệm về sự vô thường của ngũ uẩn phải là trí tuệ tuệ quán Vipassana Panya, chứ không phải bất cứ sự tưởng tượng Sanya nào cả. Cho dù đó có là sự suy tưởng dựa trên khả năng lý luận của trí óc Chinta Maya Panya hay trên khả năng kiến thức sắc vở Sutamaya Panya.
Vấn đề tiếp theo mà tôi muốn nói đến đó chính là trình độ sống hết mình với trí tuệ về sự vô thường của ngũ uẩn. Thuật ngữ Phật học gọi đó là trình độ trú pháp, việc sống trong nhận thức về tánh vô thường Anicca Vihari. Ở đây vị hành giả nhìn thấy rõ ràng sự vô thường không chỉ ở nội tâm của mình, mà còn ngay trên cả đối tượng đang vô thường kia nữa. Khả năng quán niệm này có thể không còn lệ thuộc vào thời khóa ấn định nữa, bởi vị ấy đã lấy chính trí tuệ kia làm đời sống tâm linh của mình, và có vậy mới có đủ nội lực giải trừ phiền não. Tùy theo túc duyên ba la mật của mỗi người mà thời gian sống thiền hết mình như vậy được kéo dài lâu mau khác nhau. Từ một buổi thiền tập 10 phút cho đến một ngày, một tháng hay nhiều năm dài. Trong kinh Niệm Xứ, Phật còn nói đến 7 năm dài. Và dĩ nhiên chỉ với một nghị lực kiên định vững vàng như vậy, chúng ta mới có cơ hội đoạn trừ phiền não, cứu cánh cuối cùng của con đường tuệ quán. Trên đây là nói về pháp ấn vô thường. Ở hai pháp ấn còn lại là khổ não và vô ngã cũng giống như vậy. Tất cả hình thức đau khổ nào vừa nói đến ở trước, dù là khổ thọ, hành khổ, thực tướng khổ hay pháp ấn khổ, cũng đều nằm chung trong khổ đế. Vì khổ đế chính là thánh đế đầu tiên trong tứ đế, và nội dung của thánh đế này chính là tất cả những gì được gọi là đau khổ theo mọi định nghĩa, mọi trình độ phàm thánh. Những gì tôi vừa trình bày thực ra chỉ có thể nên xem là những gợi ý bằng phương tiện ngôn ngữ, với hy vọng giúp được cho quý vị chút ít gì đó trong sự chứng nghiệm thực sự của bản thân mà thôi. Bởi trên thực tính chánh pháp, việc nhìn ngắm những đau khổ thường tình thành ra sự chứng ngộ về khổ đế bằng trí tuệ như thật thì phải nói là không để. Dễ dàng tí nào. Đó là một điều hết sức quan trọng mà tôi vẫn luôn hy vọng quý vị ghi nhớ. Tôi xin nhắc lại ở đây rằng tất cả hình thức đau khổ được trình bày trong pháp môn quán niệm này thực ra luôn chỉ là một vấn đề. Cái này chính là cái kia. Thấy được thọ khổ thì cũng là thấy được pháp ấn khổ, đại khái như vậy. Đồng thời cái gọi là tam tướng hay tam pháp ấn cũng thế. Một vị hành giả thấy rõ được tính vô thường thì cũng sẽ thấy được tính khổ não và vô ngã trong ngũ uẩn. Để có thể tự xác định khả năng quán niệm tam tướng của mình, hành giả luôn nên tự suy xét xem mình đã thấy rõ tất cả những gì gọi là khổ thọ, khổ tướng, hành khổ một cách đúng mức hay chưa. Một hành giả thông tuệ khi quán niệm khổ thọ sẽ lập tức thấy ra ngay diệu lý của khổ đế. Vị ấy sẽ tự thấy rõ bản chất của khổ thọ ra sao, biết rõ nó khởi sinh từ danh sắc, một tên gọi khác của ngũ uẩn. Vì có danh sắc ngũ uẩn nên mới có khổ thọ. Hoặc nếu không có danh sắc ngũ uẩn thì cũng sẽ không có thực tính khổ. Sapawa dukkha, tức không thể có được khổ thọ. Hành giả sẽ thấy rằng chính vì có danh sắc nên mới có khổ thọ, và cho đến khi nào danh sắc còn tồn tại thì tất cả những khổ thọ sẽ không sao tránh được. Đó là một sự thật không thể thay đổi, và như vậy từ vấn đề khổ thọ, hành giả đã mở ra một cái nhìn sâu xa hơn về ngũ uẩn. Tất cả khổ đau đều đi ra từ ngũ uẩn, vậy cái gì là cội nguồn khai sinh ngũ uẩn? Với một suy tư đơn giản về nhân quả, hành giả sẽ tự thấy phiền não chính là gốc rễ của ngũ uẩn. Và hai thứ phiền não căn bản tạo nên sự tồn tại của ngũ uẩn lại là vô minh và tham ái. Nhưng hai phiền não này từ đâu mà có? Xin thưa rằng, chúng khởi sinh từ sự ngộ nhận rằng ngũ uẩn là hạnh phúc. Sự ngộ nhận đó trớ trêu thay lại cũng chính là vô minh và tham ái, nhưng từ tập khí quá khứ. Nếu đời này ta tiếp tục sống trong vô minh và tham ái, thì ta tiếp tục sống trong ngộ nhận lần nữa. Ngộ nhận ở đây như đã nói là cách nghĩ sai lầm về năm uẩn. Chính từ cách nghĩ sai lầm này trong từng ngày, tất cả chúng sinh mới nuôi dưỡng ý tưởng hưởng thụ, thưởng thức cái họ gọi là đời sống. Tất cả buồn vui trong đời chỉ nằm gọn trong ngũ uẩn dựa trên ý thức mù mịt của tất cả phàm phu. Hành trình sinh, hành trình sinh,
hành trình sinh